Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ bảy ngày mùng 8 tháng 9 sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa trong mục học cùng các thánh Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh giáo dân tử đạo Phaolô Hạnh và Du xe túc tiếp đến Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về khóa bồi dưỡng cho các giám mục thuộc các xứ truyền giáo thụ phong trong thời gian gần đây. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Xuân Khánh trình bày tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới doanh nhân đừng chỉ theo đuổi lợi nhuận, nhưng đặt con người ở trung tâm các hoạt động kinh tế và phát triển tình liên đới, đồng thời thực thi một trật tự mới về kinh tế. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Insole 24, Mặt trời 24, chuyên về kinh tế tài chính ở Italia. Đức Thánh Cha tái phê bình xu hướng tôn thờ tiền bạc như thần tượng và nói rằng nền kinh tế ngày nay giết người vì con người không được đặt ở vị trí trung tâm nữa và việc kiếm tiền trở thành mục tiêu chính yếu và duy nhất của các hoạt động kinh tế tài chính. Qua hướng đi như thế, người ta tạo nên những cơ cấu nghèo đói, nô lệ và những người bị gạt bỏ có những người sai lầm khi nghĩ rằng phải kiếm tiền bằng tiền bạc. Nhưng tiền bạc đích thực là điều chúng ta kiếm được bằng lao động. Chính lao động mang lại phẩm giá cho con người, chứ không phải là tiền bạc. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, nạn thất nghiệp tại nhiều nước Âu Châu hiện nay chính là hậu quả của một chế độ kinh tế không có khả năng kiến tạo công ăn việc làm, vì nó đặt ở trung tâm một thần tượng được gọi là tiền bạc trong cuộc phỏng vấn đức thánh cha cổ võ một sự phát triển toàn diện và nói rằng cần phát triển tình liên đới và thực thi một trật tự kinh tế mới không tạo ra những người bị gạt ra ngoài lề nữa nhờ làm cho hoạt động kinh tế được phong phú nhờ quan tâm đến những người nghèo và giảm bớt những chênh lệch để được như thế chúng ta cần có can đảm và tinh thần sáng tạo đức thánh cha cũng cảnh giác rằng nguyên việc theo đuổi lợi nhuận không còn bảo đảm cho đời sống xí nghiệp nữa và các nhân viên kinh tế không thể không nghe những tiếng kêu của người nghèo vì thế theo đức thánh cha trong xí nghiệp ngoài việc huấn luyện chuyên nghiệp còn cần có một sự đào tạo về các giá trị như tình liên đới công bằng phẩm giá sự lâu bền để làm cho tư tưởng và khả năng hoạt động được thêm phong phú Ngoài ra, trong viễn tượng một sự phát triển có chiều kích môi sinh, cần có sự đồng quy nhiều hoạt động như chính trị, văn hóa, xã hội, sản xuất. Về tiếng kêu của những người nghèo, trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nêu nhận xét, người nghèo làm cho bao nhiêu người, nhất là những người sống sung túc cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, sẽ không có tương lai an bình cho nhân loại nếu không chấp nhận sự khác biệt, tình liên đới và không xác tín về nhân loại như một gia đình duy nhất. Ngài không quên nhắc đến thảm trạng của bao nhiêu người và kêu gọi nhìn đến những người đang trốn chạy, lầm than và đói khổ. Ngài mời gọi giới doanh nhân, chủ xí nghiệp cũng như các tổ chức Âu châu đừng đánh mất bản sắc và óc sáng kiến sau cùng về việc đón tiếp những người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nói. Những lời đáp lại những người kêu cứu tuy quảng đại nhưng có lẽ chúng không đủ và ngày nay chúng ta phải khóc thương hàng ngàn người đã bỏ mình trên đường di cư đã có quá nhiều im lặng trong vấn đề này. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những người di dân cần phải tôn trọng văn hóa và các luật lệ của những nước đón nhận họ. Như thế, cả hai bên đều tiến bước trong hành trình hội nhập và khắc phục những lo âu và sợ hãi đối với nhau. Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa giê -xu đã hứa phục hồi và giải thoát tất cả những người bị áp bức trên thế giới. Chúa cần đôi mắt chúng ta để thấy sự túng thiếu của các anh chị em. Chúa cần đôi tay chúng ta để cứu giúp. Chúa cần tiếng nói của chúng ta để tố giác những bất công và những sự đồng lõa với những tội ác đã phạm. Chúa cần con tim của chúng ta để biểu lộ lòng thương xót của Ngài đối với những người rốt cùng, những người bị bỏ rơi, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vatican Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 7 tháng 9, dành cho 1.400 thành viên Hiệp hội Cha Mẹ Italia Đức Thánh Cha cổ võ sự tín nhiệm và cộng tác giữa các cha mẹ và các thầy cô tại các trường học. Buổi tiếp kiến được diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Các Cha Mẹ Italia với mục đích cổ võ sự cộng tác và liên hệ giữa cha mẹ và học đường. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Gần đây có hiện tượng gia đình không đánh giá cao công việc của các thầy cô như trước đây và các giáo chức này cảm thấy sự hiện diện của cha mẹ là một sự xen mình không thích hợp vào các trường học nên muốn gạt họ ra ngoài lề hoặc coi các cha mẹ như là đối thủ. Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh đó, cần luôn luôn vun trồng sự tín nhiệm đối với các trường học và nhà giáo, nếu không có họ thì gia đình có nguy cơ bị lẻ loi trong hoạt động giáo dục của mình và ngày càng khó có thể đương đầu với những thách đố mới trong lĩnh vực giáo dục xuất phát từ nền văn hóa hiện nay từ xã hội và các phương tiện truyền thông các kỹ thuật mới các giáo chức như anh chị em hàng ngày dấn thân phục vụ giáo dục con cái của các gia đình vì thế cần làm hết sức để vượt thắng những chia rẽ và hiểu lầm trong lãnh vực này làm sao để nhìn nhận các gia đình có vai trò đầu tiên trong việc giáo dục con cái đức thánh cha cũng khẳng định rằng nếu anh chị em là các cha mẹ cần đến các nhà giáo thì cả trường học cũng cần anh chị em và không thể đạt mục tiêu nếu không có một cuộc đối thoại xây dựng với những người đầu tiên có trách nhiệm làm cho các học sinh được tăng trưởng New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auja kêu gọi cộng đồng thế giới cổ võ nền văn hóa hòa bình trước nạn bạo lực lan tràn trên thế giới. Trong bài tham luận hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua tại diễn đàn cấp cao về nền văn hóa hòa bình, nhóm tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Auja, người Philippines, ca ngợi tính cách rất hợp thời của việc triệu tập diễn đàn này vì như Đức Thánh Cha Francisco đã nhận xét, chúng ta đang ở trong tình trạng thế chiến từng mảnh, được biểu lộ dưới nhiều hình thức, kể cả các cuộc xung đột võ trang giữa và trong các quốc gia, nạn khủng bố và các ý thức hệ cực đoan, những vụ trà đạp nhân quyền và lạm dụng con người, cũng như sự tàn phá môi trường. Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định rằng, cái vòng bạo lực vừa nói chỉ có thể bị phá vỡ bằng cách thăng tiến và bảo tồn phẩm giá của mỗi nhân mạng. Phẩm giá này phải được bảo vệ và giúp triển nở trong một nền văn hóa hòa bình và qua một nền văn hóa gặp gỡ. Chúng được linh hoạt nhờ một thái độ chân thành tôn trọng nhau và trong đối thoại, được biểu lộ qua thiện cảm đối với nhau và tình liên đới. Các hoạt động liên đới cũng là những hoạt động hòa bình. Từ tiền đề trên đây, Đức Tẩm Giám Mục Auza nói thêm rằng, nền văn hóa hòa bình và gặp gỡ như thế thúc đẩy chúng ta bảo vệ và trợ giúp những người trong tình trạng dễ bị tổn thương như những người tị nạn và di dân ở trong những tình trạng cực kỳ khó khăn, đặc biệt là những người di dân và tị nạn. Và đức tổng giám mục Abuja cầu mong rằng trong tiến trình hội nghị liên chính phủ để thông qua hiệp ước toàn cầu về việc di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp, nhóm họp vào tháng 12 năm nay, ước gì diễn đàn này là một lời nhắc nhở rằng Việc đón tiếp và bảo vệ những người đang ở trong tình cảnh rất khó khăn như những người tị nạn và di dân ở trong hoàn cảnh dễ bị thương tổn chính là một biểu hiện của nền văn hóa hòa bình. Paris Ngày 10 tháng 9 tới đây, ông Jean Vanier, người sáng lập các cộng đoàn Ash Con Tàu, sẽ tròn 90 tuổi. Ông Jean Vanier, người Canada, nguyên là một sĩ quan hải quân, con của vị toàn quyền Canada, năm 1964, ông đã từ bỏ sự nghiệp giáo sư triết học để săn sóc những người khuyết tập tâm trí và thành lập cộng đoàn Ash, con tàu Noe, để sống chung, làm việc và săn sóc họ. Hiện nay, tại 35 nước trên thế giới, có khoảng 150 cộng đoàn con tàu Noe với 5.000 thành viên. Ông đã được trao tặng giải thưởng Templeton, thường được coi là giải Nobel về tôn giáo với số tiền thưởng là 1 triệu 500 ngàn euro. Trong số các nhân vật được giải thưởng này cũng có mẹ Teresa Cancutta vào năm 1973. Hiện nay ông Jean Vanier sống tại cộng đoàn con tàu Noé đầu tiên mà ông thành lập tại Trois-Libre, cách thủ đô Paris của Pháp 75 cây số về hướng bắc. Ông Vanier cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về linh đạo. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông bị nhồi máu cơ tim và được giải phẫu. Sau đó, các bác sĩ yêu cầu ông hoàn toàn ngưng công việc trong 4 tháng, tức là cho đến tháng 2 năm nay. Ông Vanier thường nói rằng, những người khuyết tật, đặc biệt là khuyết tật tâm trí, vẫn có những gì để cho và nói với thế giới. Vừa khi chúng ta có những tiếp xúc và quan hệ với họ, chúng ta đã bắt đầu thay đổi. Athens, theo tin báo chí, công nghị các giám mục thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople cho phép các linh mục được tái hôn trong một số trường hợp như khi vợ thứ nhất qua đời hoặc linh mục bị vợ bỏ. Mạng thông tin Romfia của chính thống truyền đi ngày 3 tháng 9 vừa qua cho biết, trong khóa họp hồi cuối tuần, ngày 1 và 2 tháng 9 tại Istanbul, các giám mục đã đưa ra quyết định trên đây và ấn định rằng việc tái hôn của linh mục chính thống trong những trường hợp như thế phải được Thánh Hội đồng của Giáo hội duyệt xét. Nghi thức tái hôn chỉ được cử hành với kinh nguyện đơn giản. Tuy nhiên, việc tái hôn của linh mục chính thống là điều không thể chấp nhận nếu linh mục bỏ vợ. Chi tiết các biện pháp vừa nói sẽ được Đức thượng phụ Bartholomew thứ nhất, Giáo chủ chính thống Constantinople thông báo trong những ngày tới đây. Cho đến nay, linh mục chính thống hoàn toàn bị cấm không được tái hôn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các giáo hội chính thống khác hoàn toàn loại bỏ việc linh mục có thể tái hôn. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng linh tín khải và thanh hiển suy niệm lời Chúa. tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tiro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, người thở dài và bảo: "Ephetha" nghĩa là hãy mở ra, tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai, nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Để có thể hiểu bài tin mừng hôm nay, hiểu tình thương của Chúa dành cho những người bị thiếu hoặc bị mất khả năng giao tiếp với người khác, hiểu nỗi khổ cực của những người bị cô lập khỏi cộng đồng, khỏi xã hội do những cản trở mà chính bản thân họ không muốn. Có lẽ chúng ta cần đi đến những trường chuyên biệt dành cho người điếc câm. Nhưng ở một góc cạnh khác, nếu ai đã có kinh nghiệm học một ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ và hơn nữa khi khả năng ngôn ngữ chưa đủ nhưng đã phải sống trong một môi trường mà ngôn ngữ giao tiếp khác xa với tiếng mẹ đẻ, Chúng ta sẽ hiểu và cảm nghiệm được cuộc sống của một người điếc và câm là như thế nào. Khi một người đến một môi trường mà ngôn ngữ chưa thành thạo, nói năng ngọng nghịu, không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Điều này khiến người khác không hiểu được mình và ngược lại, mọi người nói gì mình cũng chẳng hiểu. Thật không khác gì một người câm và điếc. Đây cũng là một điều được nhắc đến trong Thánh Vịnh 115, câu 5 đến 7 có mắt, có miệng, không nhìn, không nói, có mũi, có tai, không ngửi, không nghe, có hai tay, không sờ, không mó, có hai chân, không bước, không đi, từ cổ họng không thốt ra một tiếng, và nó vô hình trở thành đào trắng, ngăn cản người này giao tiếp với mọi người xung quanh. Lúc này nỗi khao khát được nghe để hiểu và có thể nói để bước đến với người khác là một khát khao mãnh liệt tự bản chất như chúng ta cũng biết con người có tính xã hội không ai là một hòn đảo sống cô độc một mình trong thế giới này nếu có là hòn đảo thì nó cũng cần được nối liền với những hòn đảo khác trong đại dương bao la do đó nói và nghe là hai khả năng cơ bản giúp chúng ta thỏa mãn được khả năng hiểu và được hiểu cũng như là chìa khóa để mở lòng mình ra với thế giới bên ngoài muốn được hiểu thì phải nói phải diễn đạt cái chất chứa trong lòng cái tâm tư tình cảm Đồng thời muốn hiểu thì phải lắng nghe, nghe để cảm thông và chia sẻ. Trong câu chuyện của bài tin mừng, Chúa Giêsu đem người điếc câm ra khỏi đám đông. Tại sao người không chữa lành anh ta trước mặt mọi người? Phải chăng Chúa Giêsu muốn tách anh ta ra khỏi những sự ồn ào của mọi người, để anh ta có thể lắng động tâm hồn mà tìm gặp đấng sẽ mang anh về với cuộc sống cộng đồng, bằng việc có thể nghe và nói. Và hơn thế nữa, trong tất cả các lần chữa bệnh của Chúa Giêsu thì đây là lần mang nhiều ấn tượng nhất. Chúa Giêsu không chỉ dùng lời nói nhưng với cả hành động thật cụ thể. Đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta rồi thở dài và bảo: "Ephrata, hãy mở ra." Hình ảnh chữa bệnh dân gian của Chúa Giêsu thật gần gũi, không có gì xa lạ với cuộc sống đời thường của con người. Vì Ngài vừa là Thiên Chúa cũng vừa là con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu đến thế gian cảm nghiệm cuộc sống của con người với tất cả mọi cung bậc cảm xúc, vui, buồn, sướng, khổ của kiếp nhân sinh. Rồi như người thầy lang miền quê mộc mạc, chất phác, sử dụng phương pháp chữa bệnh và đem đến cho họ cái mà khả năng con người có thể hiểu và đón nhận được từ giới hạn khía cạnh của hai khả năng nói và nghe về thể lý qua đó ám chỉ đến tình trạng câm điếc trong đời sống tinh thần đời sống đức tin và nhất là cho chúng ta thấy lòng nhân từ và yêu thương của chúa sự hạn hẹp của hai khuyết điểm này trong đời sống tâm linh là cái đáng để cho chúng ta phải bận tâm lo lắng có thể chúng ta không phải là người điếc nhưng liệu chúng ta có nghe được điều mà chúa khao khát muốn nói với chúng ta không mỗi ngày lời chúa vẫn đều đặn như những giọt mưa rơi xuống tâm hồn của chúng ta thế nhưng tôi có nghe và cảm nhận được điều này hay nó chỉ như cơn gió thoảng qua trong tôi hoặc như giọt mưa đã bốc hơi và bay đi mất điều này hoàn toàn tùy thuộc vào mối tương quan thân tình mà chúng ta có với chúa cũng giống như khi yêu một ai chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để có thể nghe và hiểu được người mà mình yêu thương Đồng thời trong khía cạnh đó, vì yêu thế nên lời Chúa vẫn vang vọng bên tai chúng ta, kêu mời chúng ta dưới nhiều dạng hình thức. Ngài tỏ cho chúng ta qua các biến cố nhỏ nhất trong đời sống hàng ngày, qua từng người mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng xã hội ngày nay nơi có rất nhiều tiếng gọi của mọi thứ vật chất và cám dỗ, không những làm cho chúng ta mù quáng, mất sự sáng suốt để phân biệt tốt, xấu, phải, trái, lành dữ mà còn làm cho đời sống đức tin chỉ còn là hình thức bề ngoài và có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt khi lắng nghe lời Chúa, xuôi theo chiều hướng dễ dãi. Chúng ta chọn theo những cái mình muốn nghe, cái mà làm cho chúng ta vui hay thoải mái và sẵn sàng bị tai trước những khác biệt. Có thể là sự thật khiến ta phải dằn co, đấu tranh tư tưởng và cả lương tâm. Dần dần chúng ta mất đi khả năng tiếp nhận lời Chúa và lắng nghe người khác hay chỉ chọn nghe và hiểu theo cái nhìn chủ quan của bản thân. Bên cạnh lắng nghe, chúng ta cũng cần phải mở miệng để nói với người khác về Chúa, nói những lời tốt đẹp cho nhau. Thế nhưng, chúng ta không thể làm được việc này nếu như ta không cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu, không gặp gỡ được Ngài mỗi ngày, không bị Ngài cuốn hút và tan chảy trong tình yêu vô điều kiện đó. Không ai có thể cho đi cái mà họ không có, hay nói cái mà họ không biết và kinh nghiệm giữa một thế giới bong chen ngày nay, mỗi người đều tranh nhau để nói, nói vì kế sinh nhai, nói để tìm chỗ đứng trong xã hội. Có mấy ai dùng lời nói của mình để xây dựng cộng đồng, tình huynh đệ, để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người chúng ta tiếp xúc? Dân gian Việt Nam có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói đồng thời cũng có thể được diễn đạt qua hành động." Xã hội đang chờ nơi chúng ta một đời sống đạo đức và thánh thiện, ngay thẳng và trong sạch, bác ái và yêu thương, bởi chính qua đời sống gương mẫu của chúng ta, chính là một thứ ngôn ngữ mạnh mẽ và hùng hồn nhất để giới thiệu Đức Kitô đến cho mọi người xung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Giêsu xin mở tai chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi. Thứ đến là lắng nghe những tiếng kêu la rên xiết trong xã hội đồng thời mở miệng mỗi người để chúng ta biết rao truyền tình yêu bao la của Chúa. Ephetha hãy mở ra, để hoán cải và đổi mới tâm hồn, để tiến đến với người khác trong sự chân thành. Ngõ hầu tình Chúa tình người sẽ được xây dựng và lan tỏa ngay trong cuộc sống trần thế hôm nay. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu tiểu sử hai thánh giáo dân tử đạo, Phao Lô Hạnh và Du Xe Túc. <laughs> Chúa ví như khi một người kia gieo giống xuống đất, dù người ấy ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ nảy mầm và lớn lên mà người ấy không biết. Rồi tự dưng cây mọc mạ, rồi chỗ đồng đồng và thành những hạt lúa chắc nịch cho đến khi mùa gặt tới. Đoạn tin mừng này đã ứng nghiệm trong cuộc đời Thánh Phao Lô Hạnh. Cậu Hạnh chào đời tại Tân Triều, tỉnh Biên Hòa vào khoảng năm 1827 lớn lên cậu hạnh cùng hai người anh đến chợ quán sài gòn để buôn bán dư luận đồn đại nhiều điều xấu về anh trong nghề buôn bán anh giao dịch với một số tay anh chị chuyên lường gạt bắt chẹt những người cô thế cô thân hình như có thời anh đã từng cầm đầu một băng cướp thế nhưng lời tin mừng anh tiếp nhận thời thơ ấu vẫn không ngừng nảy nở lớn lên trong anh dù chính anh không hay biết lời chúa vẫn đâm bông và chờ lúc thuận tiện để kết trái một lần kia khi chứng kiến một thiếu phụ nghèo khổ bị đàn em bóc lột không thương tiếc anh hạnh bỗng xúc động và ra tay can thiệp anh dùng áp lực bắt chúng phải trả lại tất cả cho nạn nhân dù biết rằng thái độ hào hiệp đó sẽ mang lại cho mình hậu quả không may theo luật giang hồ bông lúa đã chín vàng chờ tay người thợ gạch những người bị anh khuất phục tức giận tìm cách trả thù. Họ chọn giải pháp hèn hạ nhất là ném đá giấu tay. Họ tố cáo anh là khi tơ hữu và gán cho anh tội tiếp tay với quân đội Pháp. Trước tòa án, anh không bao giờ nhận tội phản quốc, vì thực tế anh không làm điều đó. Nhưng khi quan hỏi, anh có phải là khi tơ hữu không? Thì anh công nhận và còn khẳng định rằng sẽ là khi tơ hữu cho đến chết. Suốt thời gian bị giam, các quan tìm mọi cách dụ dỗ anh bỏ đạo. Họ áp dụng những hình khổ dã man nhất đã được vua tự đức cho phép. Người ta căng thân thể anh ra đánh đòn. Người ta dùng kìm nguội để kẹp vào dùi và dùng những thanh sắt nung đỏ dí vào người để bắt anh nhận tội họ đã vu oan cho anh và buộc anh bước qua thập giá. Nhưng tất cả những cực hình tàn bạo đó không thể làm cho anh nản lòng thối chí anh không ngừng khẳng định một điều duy nhất. Tôi là Kitô Tô Hữu, không bao giờ tôi chối đạo. Ngày 28 tháng 5 năm 1859, anh Hạnh bị trảm quyết tại Chí Hòa khi mới 32 tuổi. Thi thể vị tử đạo được mai táng ở chợ quán. Đức Thánh Cha Pio 10 đã suy tôn chứng nhân Phao Lô Hạnh lên hàng chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909 và ngày 19 tháng 6 năm 1988 Đức Thánh Giáo Hoàng Joan Lô Hai suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh. Sử gia Rodriguez so sánh cuộc đời Thánh Lô Hạnh với cuộc đời của cánh hoa tím ngát hương. Có những hoa tím mọc dại bên đường, cho đến ngày có khách bộ hành đi ngang dẫm nát, nó mới tỏa hương thơm. phaolô Hạnh quả là bông hoa bị che khuất bên vệ đường giáo hội, cho đến khi bị vò nát trong cuộc bách hại mới tỏa ra hương thơm ngát khiến chúng ta phải lâng lâng ngây ngất giữa một đô thị ô nhiễm đầy bon chen thấp hèn những gian dối bất công và những cơ cực thì mọi người trông đợi những cánh hoa báo hiệu mùa xuân mới đang đến đem lại bầu khí trong lành hơn cánh hoa phao lô hạnh đã tỏa hương nhờ sức mạnh thần linh và làm cho những ai chán ghét mùa đông tội lỗi lạnh giá và khắc sâu vào tâm khảm hình ảnh mùa xuân vĩnh cửu sẽ thấy trong mình xuất hiện một niềm vui bí ẩn và hy vọng tràn trề vào tương lai những cuộc bắt đạo dưới thời vua tự đức ngày càng dữ dội và nhiều tín hữu đã đổ máu đào làm chứng cho chúa kitô ngay cả những giáo dân còn ở độ tuổi rất trẻ một trong những vị thánh giáo dân tử đạo khi còn rất trẻ là thánh du xe túc Sử liệu về Thánh Du Xe Túc có sự khác biệt nhau khá xa về số tuổi tác của Ngài khi bị bắt và tử đạo. Một số sử liệu ghi rằng, khi bị bắt và tử đạo, cậu Du Xe Túc chỉ mới 9 tuổi. Sử liệu khác lại cho là 19 tuổi hay 21 tuổi. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ các chi tiết về bắt bớ, tù đầy và sự án thánh nhân, thì có lẽ, dù giả man, các quan cũng không thể xử quá tàn bạo như thế với một cậu bé chỉ mới 9 tuổi đầu. Việc tra tấn hành hạ của các quan phải dành cho một thanh niên đã khôn lớn hơn là đối với một em nhỏ còn thơ dại. Vâng, giữa tuổi thanh niên, tuổi của những ước mơ và hy vọng, tuổi của hăng say và nhiệt thành, tuổi mà sự chăm sóc và dưỡng dục đòi hỏi biết bao công phu đang chín dần để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội. Với cái tuổi thanh xuân đáng quý ấy, Du Xe Túc đã chiếu sáng như một vì sao. Du Xe Túc sinh năm 1843 tại họ đạo Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên, nay là Hải Hưng. Cha là Giuse Cảnh và mẹ là bà Trí. Trong cái nôi của gia đình nông dân đạo đức ấy, cậu Giuse Túc đã sinh ra và lớn lên với cuộc sống cần cù, hiền hòa như hầu hết mọi thanh niên Việt Nam, ngày ngày miệt mài với nương ruộng. Nhưng thân phụ cậu không muốn cậu tiếp tục với công việc ruộng nương đó, đã khuyến khích và lo liệu cho cậu theo nghiệp khoa cử. Cậu Túc vâng lời thân phụ, chăm chỉ học chữ nôm những cuộc bách hại của vua tự đức gia dẳng ngày càng khốc liệt hơn vì với chiếu chỉ phân xác ngày mùng 5 tháng 8 năm 1861 thì không một người nào, không một căn nhà nào của người công giáo được bình yên. Biết bao người dân hiền hòa vô tội bị đọa đầy, bị tàn sát và bị ghép cho những tội trạng mà họ không bao giờ nghĩ đến. Anh Giuse Túc bị bắt vào đầu năm 1862 khi đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp 19 tuổi. Anh bị tạm giam ít ngày ở huyện rồi bị giải về tỉnh. Sau đó, anh bị biệt giam 4 tháng tại Đông Khê, Phủ Khoái Châu. Ban ngày phải mang gông nặng, ban đêm chân bị xiềng xích. Dù vậy, anh Túc vẫn trung kiên với đức tin chân chính nhiều bạn bè cùng bị giam với anh như Ferokin 18 tuổi, Phê-rô-ngân, 15 tuổi, Ferolương 20 tuổi cũng được kể vào số tôi tới Chúa đang được chuẩn bị suy tôn chân phước. Các anh thường gặp nhau đọc kinh chung và an ủi khích lệ nhau can đảm đến cùng. Một số thân hữu lo lót quân lính để tạo cơ hội cho anh trốn ngục, nhưng anh nói: "Tôi sẽ không trốn bất cứ cách nào." vì nếu tôi trốn sẽ làm khổ người khác chúa muốn thế nào tôi xin nhận như thế khi một bạn tù tỏ vẻ lo âu không biết khi bị xử người nhà có được tin để lãnh xác hay không anh túc bình thản bày tỏ tâm trạng của mình tôi an tâm không lo lắng gì cả nếu thiên chúa cho tôi đổ máu vì đạo tôi tin chắc sẽ được về trời còn thân xác này chôn được thì chôn bằng không chôn được thì thôi theo lá thư để ngày mùng 2 tháng 8 năm 1862, cha Estevez Nam cho chúng ta biết tình hình ở tỉnh Hưng Yên. Trong tỉnh Hưng Yên, các quan còn dữ tợn hơn. Cuối tháng 5, nhiều giáo hữu bị dẫn lên tỉnh. Ngày mùng 1 tháng 6, các quan giết 100 người. Hôm sau giết 600. Ngày mùng 3 giết nhiều hơn nữa. Các làng ngoại giáo được lệnh giết hết các tù nhân có đạo và họ đã triệt để thi hành, nên tôi không biết được con số phải chết trong kỳ này cuối tháng 5 đó, anh Túc bị giải về Hương Yên sau nhiều lần dụ dỗ, dọa nạt và tra khảo, không làm lay chuyển được lòng tin sắt đá của anh. Các quan nhất trí kết án trảm quyết anh. Khi lập án phong thánh cho anh Du Xe Túc, một số giáo dân hiện diện trong cuộc tử đạo đã làm chứng. Trong đó, ông Đa Minh Hưng kể lại rằng, Tôi đi theo cậu Túc ra tới Pháp Trường, cậu sốt sắng cầu nguyện và luôn kêu tên cực thánh Chúa Giêsu sau khi cậu bị xử chém đầu, tôi đã mai táng thi thể cậu rất tử tế. Bà Maria Linh kể lại rằng, bà đã nhìn thấy đầu của vị tôi tớ chúa bị quân lính tung lên cao cho quan thấy, để minh chứng với quan là họ đã tuyệt để thi hành mệnh lệnh. Hôm đó là ngày 1 tháng 6 năm 1862, thi hải anh Du Xe Túc, người chiến sĩ Đức Tin được chôn tại chỗ, sau được cải táng và đem về nhà thờ xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio 12 suy tôn anh Du Xe Túc lên bậc chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Paolo II suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về khóa bồi dưỡng cho các giám mục thuộc các xứ truyền giáo thụ phong trong thời gian gần đây. Quý thính giả thân mến, khóa bồi dưỡng dành cho các giám mục thuộc các sĩ truyền giáo thụ phong trong hai năm gần đây tiến hành tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô Tông Đồ ở Roma đã đi được một nửa đường. Sáng thứ Bảy hôm nay, mùng 8 tháng 9, các giám mục sẽ đồng tế thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô và sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến sau đó. Chủ nhật này, mùng 9 tháng 9, các vị sẽ đi hành hương tại Assisi. Khóa bồi dưỡng đã được Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, khai mạc sáng thứ hai mùng 3 tháng 9 vừa qua, và Đức Tổng giám mục Protase Rukwambwa, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 74 giám mục tham dự. Các vị đến từ 34 quốc gia thuộc 4 châu lục, trong số này có 17 nước Phi châu, 6 nước thuộc Đại Dương châu, ba nước Mỹ châu Latin và tám nước từ Á châu. Trong đó có bốn giám mục Việt Nam là Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt, Đức cha Doan Đỗ Đức Ngân, giám mục phụ tá Xuân Lộc, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Sài Gòn và Đức cha Du Nguyễn Đức Cường, giám mục Thanh Hóa. Theo chương trình đại cương của khóa học cho đến ngày 15 tháng 9 tới đây, mỗi ngày có thánh lễ đồng tế và kinh sáng ba bài thuyết trình, sau đó là các cuộc thảo luận và làm việc theo các nhóm ngôn ngữ, sau cùng là kinh triều. Phần lớn các thuyết trình viên trong khóa bồi dưỡng này là các chức sắc tại tòa thánh và xoay quanh các vấn đề thuộc lãnh vực chuyên môn của các vị, như đức tổng giám mục Rukwamwa nói về tương quan giữa các giám mục thuộc các miền truyền giáo với bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc. Đức cha Giovanni D'Antozo, đồng tổng thư ký bộ truyền giáo, kiêm chủ tịch bốn hội giáo hoàng truyền giáo, trình bày về các cơ cấu, thẩm quyền và hoạt động của các hội này. Ba trong số các hội này hỗ trợ tài chính cho các hoạt động tại các xứ truyền giáo, và hội thứ tư là Liên hiệp giáo sĩ truyền giáo, thì có nhiệm vụ động viên tinh thần truyền giáo của các giáo sĩ tu sĩ tại các vùng này. Trong số các thuyết trình viên, còn có Đức Hồng Y Banditseri Tổng Thư Ký thường Hội đồng Giám mục nói về đề tài Thượng Hội đồng Giám mục và Sự Hiệp Thông Giám mục. Còn Đức Hồng Y Cụ Tự Cốc Người Thụy Sĩ trình bày về đối thoại đại kết và sự hiện diện của các giáo phái tại các miền truyền giáo. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, trình bày về linh đạo của giám mục. Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Phát triển Nhân bản Toàn diện thì nói về đạo lý xã hội của Hội Thánh và việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y. Mark Wallet, người Canada Tổng trưởng Bộ Giám mục, trình bày về đề tài Đức Giáo Hoàng và các Giám mục, Hiệp thông và Sứ mạng. Còn Đức Hồng Y. Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Giáo dân và Sự sống, thì trình bày về việc huấn luyện các gia đình để họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội ở địa phương Đức Hồng y Louis là Daria người Tây Ban Nha, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trình bày nhiệm vụ giáo huấn của giám mục. Sau cùng là Đức Hồng y Benjamino Stella, tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, trình bày đề tài tình phụ tử của giám mục đối với các linh mục và việc đào tạo giáo sĩ. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher người Anh cũng đến gặp các giám mục và nói về tòa thánh và tương quan với các quốc gia Đức Giám mục Guiso người Tây Ban Nha trình bày về việc đối thoại liên tôn tại các xứ truyền giáo. Còn Đức ông Tadius Voida, Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, trình bày về việc loan báo đức tin, dịch vụ hành tránh và tài tránh. Đức Tổng giám mục josé Rodriguez Caballo, người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ, nói về việc chăm sóc đời sống thánh hiến, trong khi Đức cha Juan Arieta, của người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, trình bày về đề tài, giám mục, vị hữu trách về các chương trình mục vụ, tự xác Chúa là thẩm phán tử nhân và việc giải hôn phối. Và Đức Tổng giám mục Charles Cicluna, Tổng giám mục Manta, sẽ trình bày về vấn đề thời sự, sự độc thân linh mục và các giáo sĩ bị cáo về tội lạm dụng. Còn cha Hans Solner, Dòng tên người Đức thuộc Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em trình bày về việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Ngoài ra cũng có vấn đề như việc thi hành công lý, phụng vụ và việc thánh hóa xã hội. Giám mục và chương trình mới về việc đào tạo linh mục cũng được một số vị tại Tòa Thánh trình bày. Trong khóa bồi dưỡng cách đây 20 năm Số giám mục tham dự khóa bồi dưỡng thuộc loại này đông hơn 20 vị so với hiện nay, tức là 94 giám mục và trong đó có 6 giám mục Việt Nam. Và trong buổi tiếp kiến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2016, trong bối cảnh năm Thánh lòng thương xót, thì Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục tại các xứ truyền giáo hãy cảm nghiệm và biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa trong sứ vụ giám mục của mình. Ngài nói: "Mỗi giám mục đích thân cảm nghiệm thực tại lòng thương xót của Chúa, và trong tư cách là đại diện vị đại mục tử của đoàn chuyên, giám mục được kêu gọi biểu lộ bằng cuộc sống và sứ vụ giám mục, tình phụ tử của Thiên Chúa, lòng tử nhân, sự ân cần, lòng thương xót, sự dịu dàng và đồng thời biểu lộ thế giá của Chúa Kitô đứng đã đến để hiến mạng sống và làm cho tất cả mọi người thành một gia đình duy nhất được hòa giải trong tình yêu của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, anh em được mời gọi chăm sóc đoàn chiên và đi tìm các con chiên, nhất là những chiên ở xa xăm hoặc lạc đường, tìm kiếm những thể thức mới để loan báo, đi gặp gỡ con người, giúp đỡ những người đã nhận hồng ân bí tích rửa tội, tăng trưởng trong đức tin, để các tín hữu, cả những người nguội lạnh hoặc không thực hành đạo, tái khám phá niềm vui đức tin và sự phong phú truyền giáo. Vì thế, tôi khuyến khích anh em đi gặp cả những con chiên chưa thuộc đoàn chiên của Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nếu đời con không có Chúa, sáng tác của Linh Mục Anh Tuấn do Gia Kiên trình bày. xe cát nơi biển đông, trời ngược xuôi giữa hai. của chúng tôi đến đây chấm dứt. toàn ban việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. nguyện xin chúa giêsu kitô nhân lành. ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. nhờ lời chuyển cầu của mẹ maria, thánh cả giuse và các thánh tử đạo việt nam. lầu đất tuê christus. ngợi khen chúa giêsu kitô.